trời. Sáng thế. Không người đang chào, không người đang xem nhá. Vừa phát mà. Chào không người đang xem nhá. Chào không người đang xem nhá. Nay anh em lên lên trên đỉnh này. Du hí lên đỉnh ngắm cảnh. Hôm nay thứ bảy chủ nhật tuần này là ngày gì? Lễ vía Quan Âm Bồ Tát xuất gia đây. Đây, dẫn nguyên dàn anh em đi chơi đây. Dẫn 500 anh em đi chơi. Anh khiêm liếm. Rồi tạo dáng cái đẹp vào, cười lên. Tóc phốc. Nóng quá mày, má áo nóng quá. Chúng ta là từ nhận. Rồi đi chơi đây. Sao chú cứ vậy? Tóc lại yêu kìa. Phát trực tiếp à? Phát trực tiếp. Trời. Mới được 3 người xem. Ủa ông hoàng gia họ Phạm à? Hoàng gia Hoàng Thắng. Hoàng Thắng. Quên. Hoàng Thắng họ Phạm à? Ờ, bà anh Thắng là hôm bữa anh chụp quả dung sĩ bà đen chỗ nào chị? À, anh Thắng chụp dung sĩ bà đen chỗ nào đâu? Quay hơi trắng mặt. Đấy, chuyên cameraman với người mẫu. Đây, người mẫu Vĩ Mụn. Cầm cầm đi, anh đi chụp tí nào. Chân hơi thô ấy. Kính thưa quý Phật tử và quý du khách thập phương, quý vị đang đến với núi Bà Đen, ngọn núi thiêng cao nhất Nam Bộ trong buổi lễ vía Quán Thế Âm xuất gia, một ngày lễ lớn và quan trọng của Phật giáo. Làm trụ sở tổ chức của Đại Từ Bi trong văn hóa Phật giáo, Quán Thế Âm Bồ Tát được tôn vinh trong hình ảnh của một người mẹ hiền, mang lòng nhân ái vị tha, luôn lắng nghe và giải quyết nỗi khổ của chúng sinh. Ừ vậy đây thú trên đỉnh đỉnh mà. Chụp cái bức này là sáng này, chụp từ đây quay lên là sáng này. Đó. Quá đẹp luôn anh ơi, xíu đưa em ra góc ngoài đây cho coi. Đi xuống đây tí nữa vòng qua. Nay ngày lễ khách hơi bị đông nhá, thẻ đèn hoa đăng các kiểu luôn nhá. Đấy, nay ngày lễ mọi người lên thả đèn hoa đăng này. Còn
quá đẹp luôn chị ơi. Đâu có, cái này trên đỉnh núi mà, không qua đâu xuống đâu. Đó, quá trời đẹp. Quá đẹp phải không cậu, không cần tả gì thêm đúng không? Đâu trên đây, trên đỉnh của chị. Đi dạo các khu trên đỉnh. Đây 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 đây, cột mốc đây. Đấy, vườn hoa đẹp quá trời luôn. Trực tiếp. Đây, khuẩn viên toàn hoa không. Đó, dưới chân thành phố. Ồ, đi xuống dưới kia chụp mới đẹp kìa. Đâu, cái gì mà đâu. Tóc tóc ra chụp cho chú tấm nào. Đang phát à? Đây này, chụp giữa vườn hoa đây này. Hôm nay ở Vĩ Cầm cho phát. Người ta bảo lại rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua nắm tay vậy nè. Kính thưa quý Phật tử và quý du khách thập phương, quý vị đang đến với núi Bà Đen, ngọn núi thiêng cao nhất Nam Bộ, trong buổi lễ vía Quán Thế Âm xuất gia, một ngày lễ lớn và quan trọng của Phật giáo, là hình tượng nổi bật nhất của Đại Từ Bi trong văn hóa Phật giáo. Quán Thế Âm Bồ Tát được tôn vinh trong hình ảnh của một người mẹ hiền, mang lòng nhân ái vì tha, luôn lắng nghe và cứu vớt nỗi khổ của chúng sinh. Người xem luôn. Theo Phật giáo, Quán Thế Âm Hello, hello, bao nhiêu người đang xem? Giờ là đang ăn cơm. Ngài đã hóa thân thành nữ với 33 hành. Giờ này người xem đang ăn cơm. Cướp luôn cái gậy này. Chưa mang mật về đây chưa? Ông đang mang mật về chưa? Cướp gậy tối họ về họ vã chết. À dạ, em áo trắng này là của tôi nhá. Quay trắng, quay trắng. Yeah. Không để mặt cái thằng chụp hình kia. Đang check in núi Bà Đen kìa. Ấy trời ơi, nay sương mù, nay không có sương mù chụp về nó đẹp chứ. Trời này, mưa mù mịt lắm, không thấy gì đâu. Quân ơi, vứt luôn cái kính đi, nhìn kinh quá. Đã vứt vào sọt rác rồi, vứt lấy mang đi mà đeo. Hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Cộng Tây Nguyên Quang Minh. Tại đây, việc hoạt động ý nghĩa sẽ diễn ra như đảnh lễ trước xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni, thực hành nghi thức trồng cây với mong muốn mang đến nguồn năng lượng an lành trong mùa lễ vía. Đặc biệt các tối thứ bảy chủ nhật, ngày 4 và 5 tháng 11, nghi thức dân đăng thiêng liêng sẽ được tổ chức tại quảng trường dưới chân đại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Thế sao 3.000 người đang xem mà chẳng hay bình luận khen đẹp cái núi Bà Đen nhỉ? Chán thật. Lu gì Lu để chấp yêu cũng là dịp để Phật tử và du khách hiểu thêm về những hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát thông qua triển lãm hơn 50 tôn tượng cổ có niên đại lên tới hàng ngàn năm tại tầng 1 khu triển lãm Phật giáo. Kính thưa quý vị, vậy là một mùa lễ vía Quán Thế Âm thiêng liêng lại về, mùa để ta nhớ đến đức đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, một biểu tượng của tình thương bao la vô bờ bến, một đấng mẹ hiền trên tất cả mẹ hiền. Chúc quý vị sẽ có một mùa vía đầy ý nghĩa trên ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Từ nơi đây, ngưỡng mong quý vị sẽ cảm nhận được hạnh quyền Quan Âm, rũ bỏ mọi muộn phiền và tìm kiếm được niềm an lạc đích thực. Review hoa. Giữa muôn ngàn loài hoa nhưng mà anh chưa tìm được bông hoa nào cho riêng mình cả. Vậy thì chán chết. Hết rồi hả? Dưới đây là hết rồi hả? Đi lên miếu bà đi. Hả? Hả? Đi lên miếu bà không? Miếu bà á? Miếu bà chỗ sau bảo vệ hả? Đi không? Đi. Bình luận nó ở bên đây mà. Bình luận nó ở chỗ đây mà. Vượt qua là đâu thấy bình luận đâu. Ở đây mà. Ở xong nó ra đây những gì kiểu trồng. Kiểu trồng cây ấy nhỉ. Cây chúng chúng đây là hoa đâm bụt vàng à. Hả? Chúng họ hoa đâm bụt vàng ấy lúc rồi. Như vậy. Bạn Ngọc Quang nè. Chào bạn Ngọc Quang nhé. Chào chị ạ.
Cá chê. Cá chê, môi chê. Người ta thường gọi là su rô tàu. Trắng trắng kìa, trắng trắng kìa. Đấy, trắng trắng nè. Chua đen nè. Ouch. Muôn ngàn loài hoa. Được nào ấy. Chỉ có hoa mà không có lá. Đấy, người ta đúng, người ta đi du lịch mất tiền, mình đi du lịch không mất tiền. Ở trên nó mới nhìn nó mới nhiều em xinh. Đây quay ra phía mặt sau rồi. Mặt sau phố sau rồi. Vừa nãy câu quay cho con trôi đen thì không chịu nhìn. Trắng trắng. Trôi đen. Trôi đen đuôi trắng. Loại hàng hiếm. Thôi đi đi, tranh thủ đi. Xíu nó quay về phía trước mặt đấy, nhiều người. À, ngoài kia có con trắng trắng kìa. À, chụp cái vòng đây là Vĩ ơi. Chụp cái vòng đây là đẹp rồi. Đây rồi, bắt được con chăm trắng rồi. Coi té, coi té. What the hell? What the hell? Hôm bữa mình đã đứng ở đâu? Đồng đen tối nay tăng ca về muộn, anh em đi chơi hết rồi. Đấy, ôi trời trời, wow, đẹp thế này cơ mà. Chả thấy cái gì hết. Đây, Lão Quân này, đây, thấy chưa? Từ tất cả anh em từ trước, từ từ từ. Đây, đại ca bằng đồ búa. Đây, Lão Quân này. Được bữa anh em đi chơi, đồng đen tăng ca. Hơn tiếng về anh em đi chơi hết rồi. Được rồi, nhanh lên anh em, nhanh lên, xoay vòng theo quận, nhanh lên. Theo quận chụp hình đi, nhanh lên. Nhiều người lắm. Ủa mà nóng quá, nóng quá. Chỗ này không đẹp đâu, đi tao trời ơi, điện thoại đâu, rút ra. Đấy, điện thoại đây. Cầm luôn. Lại cầm cả chụp hai luôn. Ừ. Nó sao nào? Thế kiểu hơi mờ ấy. Từ từ hãy tạo dáng. Sao điện thoại mình tối nhỉ? Xe này thấy giáo được. Bật flash lên xem nào. Mở thế ta. Cái này phải quay camera lại kìa.
Mày thì giáo thấy gì? Ui giời, giờ thấy mặt luôn. Ui giời. Mày thế này á? Xấu lắm. Thôi kệ đi. Xấu lắm, xấu lắm. Chụp hết vòng nó phải chụp trên kia mới hết vòng. Chụp trên kia nó có chụp, đèn nhiều gần nó sáng kìa. Chụp vòng đây nó bên ban ngày nó đẹp. Toàn cây không. Ô, lúc nào cũng 3.000 người xem nhỉ. Thầy nhau ăn cơm sao? Nhà đèn được rồi, mong thần cứ đi đâu ạ? Đây này, đây. Đây à? Đây. Rũ bỏ mọi muộn phiền và tìm kiếm được niềm an lạc. Chào Lưu Thị Thanh Tâm nhá. Ở đây rồi đi ban ngày thôi mà toát hết mồ hôi. Nóng lắm. Ông bảo kêu ông lên miếu à? Chắc lên rồi. Thôi xíu lên trước cửa ấy thôi. Anh yêu ơi, anh yêu em còn em. Cầm mọi cái điện thoại quay cái. Cầm đi. Anh cầm đi. Cầm mọi anh ơi. Có ai vào trong khấn bái gì không? Không ngoài thôi. Trâm bảo xin có vợ đi chú cũng xin rồi mà còn bà có cho hay không thôi. Các bạn ơi, mình đang quay. Đây nhà, đây toàn thanh niên chưa vợ, xin bà tác hợp sớm nên duyên. Đi cầu duyên đây. Bữa đi thì lạnh, bữa đi nóng. Nóng.
xin Phật bà cuối năm lấy vợ. nhà hàng tiệc cưới đầu tư hết. Ngày trước không có tiền cưới vợ, bây giờ có nhà hàng tiệc cưới. Không chú ơi, sau đợt này về mà ước và sau đợt này về có bồ cưới luôn, để lâu cái trâu nó hóa bùn ăn nhanh nó nóng. Lên đây anh Đồng ơi, đấy, anh em đang ở chết trên đây này, chịu khó đi bộ lên, không bảo đứa nào mà chở lên này. Lấy mẹ xe hai càng ấy, chở lên. Ở đây trở lên đây chơi, đẹp lắm. Ừ, nó thả đèn chắc văn nghệ mai. Mai đi tiếp á. Mai tiếp. À. Hay là văn nghệ văn ngày rồi. Nghĩa là buổi tối mà. Vĩ. Vĩ mụn, nói to thế. À trời ơi. Ai mà nhắc tên mình nhỉ? Rồi quay lại khuôn viên chính chỗ Phật bà cho mọi người ngắm. Ôi bữa giờ đi làm không đã giảm cân rồi con ạ. Ủa hoa đăng vớt hết rồi ta? À vớt này kia, vớt đi đốt. Ôi ôi, toát mồ hôi, chảy hết mồ hôi tay luôn này. Đẹp thế này mà không đi thì hơi phí. Hả? Ở trong á? Từ từ tôi cởi cái áo cái đã. Nóng quá. Anh em ơi. Thấy sao rồi? Thấy sương mù rồi. Không sao đâu em. Sao đi ngắm hết á? Đi cho đủ vòng ấy rồi về. Nãy vừa miếu bà xin rồi nhưng mà không biết có bà có cho không chị ơi. Đây đi vào trong gầm này. Không có tiền. 25.000 lon. Anh kia trả lại chú bác. Không cần đâu. Anh kia trả lại chú nào vào chụp ảnh chụp đi. Hãy đi xuống. Né dạ. Và vào chỗ An Yên trả đạo chụp hình mà. Không thấy ly trà nào sao chụp. Hello, Lily. Xin chào cả nhà nhé. Mọi người chào anh Vĩ đi nè.
Hấp thế chứ lại. Đứng cho tôi xa xa đi. Rồi, ok bảo vệ. Dẫn anh em đi để lưu đảo mất tình hướng. Không có gì. Con đỏ là đời lắm, là con đỏ tốt tình lắm. Ở lên đây con gái toàn mặc áo trắng, nguyên bầy đây toàn mặc áo đồ đen. Thầy chùa cho một tóc dài thế này. Thầy chưa cắt. Tu hành đạo. Mấy bữa nay bận quá, mấy bữa nay bận quá thầy chưa cắt. Chưa tu hành thật thì nó được chắn bóc rồi. À, hồi mới đi cầu thang đi, chỉ sợ bước trượt. Tôi làm gì à? Và anh em xuống bớt đi, không chạy nổi. Ôi, nước chảy đẹp thế, ui ồ. Quá trời, quá trời, nghe đẹp kìa. Đây nhau, trời ơi mọi người ơi, đứng ở trên nhìn xuống là trời. Giờ bắt đầu bơi từ bên đây sang bên kia là về là vừa. Bỏ lạc. Thôi đi vào coi phim đi. Đi, tí. Đi lên trên tầng kia chơi. Ở đâu? Lên trên. Hello, hello, tú lợn. Chép đây. Không, chép này mang nhiều trứng quá. Ok. Thank you. Cảm ơn nhé. Đây, những ngày nào anh cũng ở phía sau này nhìn vào các em. Cái này là quen thuộc, cái bữa trèo lên cây kia. Bữa trèo lên cây kia mắc dây điện cho chú ăn. Đỉ hơi bị nhằn. Đấy đi nó đấy. Ừ, cho hai mẹ con vô đi chứ. Mình nhiều quá. Làm nó tinh thân quá. Đúng rồi. Thôi, đặt xuống rồi đấy. Mời mọi người. Mình nhìn với người ta trước hay là mình đi trước? Thôi mình đi đi. Mình trước. Thế nhường thì không biết đánh như nào. Mình đi thôi nhá, đây này. Đây rồi. Đây là 6 thằng 3 mà được. 10 người được mà. Ôi. Đó đi. Sợ kẹp người. Sợ kẹp.
Ai giờ đúng luôn. 6 tạ 3 được mà đây bao nhiêu đâu. Toàn được rượu không. Toàn mấy bố, có mỗi thằng này có vợ. Chết toàn thanh niên chưa vợ đi toàn cùng. Là xấu mất này đấy, vợ để dâu thì tạo như kiểu là chó con này đấy. Nhất phải kiều nhất phải dê rồi chó con để, tuổi chó để đâu dê. Hello chào mọi người đã đến với quân vlog. Kênh của tớ có 3 tỷ được theo dõi hôm nay lên kênh. Ai mọi người ơi, Tây Ninh đây mọi người ơi. Ngắm công trường à? Ngắm công trường. Ngắm đi, qua tuần về rồi hết ngắm. Đi xuống này, xuống tầng 3 đi. Xã Lợi Phật. Em chào thầy Quang nhá. Anh không tìm được đâu em ơi, Nhi ơi. Ôi mát thế, đang nóng ở ngay chỗ ngay nước mát thế. Thế là rốt cuộc mình đi đâu? Đi còn nữa. Đi một phát lên xong rồi đi xuống. Từng tầng. Xuống ba. Vô tổ. Vào. Nhanh lên. Nhanh còn ai nữa không? Ơ lại là mình đây. Ủa còn mấy ông kia đâu rồi ta? Không nào. Không đi. Không đi. Hưng đâu ấy? Đi về. Đi về rồi? Ừ nó bỏ. Chưa. Đứng ở dưới chơi với Hải với ấy. À. Nó ở Vực Lu à? Chán đời thế nhỉ, đi du lịch. Người ta mất tiền đi du lịch, mình đi không chịu đi. Chỗ lấy căn cước chân đi à? Không là chính à? Lại biết không có ai xem, chán rồi. Không, mình cứ quay mình lưu lại. 3.000 người đang xem rồi. Biết nãy giờ mình quay lên bên bao nhiêu rồi? Vẫn cứ 3.000 thôi. Vẫn cứ 3.000. À, giờ này chắc chưa sớm. Có gì à? Mọi người chưa ăn cơm. Cái lòng vào lòng vòng vậy. Ở dưới cứ lòng vòng vòng vậy. Chưa phi đâu. Cái này khác mà. Ô, thấy rồi. Lại ta lại chú tầng 2. Đấy. Còn đi vòng không? Đi ngắm một vòng xong rồi lại đi xuống tầng 2. Mình mất tiền thằng bạn mình chả mất gì, mình cứ đi luôn. Vậy là xem phim ở đâu? Xem phim ở dưới tầng 1 đấy. Tầng 1 á? Phải xuống tầng 1 đúng không? Xuống tầng 2 xem đã.
Không không xuống, xuống, xuống tầng 2 rồi xong rồi nó tự xuống tầng 1. Xuống tầng gần nhất. Ra luôn. Thì ra tầng 2 rồi. Không mấy ông đi vòng đấy, kiểu gì thì cũng gặp tôm. Trời ơi. Kiểu phết, Kim Luân. Sao tự nhiên mấy? Nóng quá. Sao tự nhiên mấy ông kia làm cái gì? Chiếu 3D. Chụp kia là gì? Để nó không cho sờ đây. Đâu đâu, đi đâu? Chú đã bắt giang. Nhưng mà không thấy chú Yên Tử mà. Còn biến thế không? Không, không, không xem kính. Sợ bị nhiễu. Có vấn tay thế. Đây là một cái sợ nó không lọc thì nó không để ý chứ. Đây là chùa gì? Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ Huế. Đây là chùa 3D. Lên. Có thể bên này mất hình rồi. Đây, đây. À, mới đang lên. Mọi người đi cho mọi người vào xem. Mọi người thì xem và chia sẻ giúp em mà. Cho người khác xem với. Xin một like, một subscribe, một thông báo cái gì đấy. Chung. Mình là livestream chuyên ra vậy. Thôi đi xuống tầng 2 xem phim đi. Từ nào. Đường hết vòng đi á. À tầng 1. Đây là khu tầng này là chuyên hình ảnh các chùa. Rồi, tắt luôn. Rồi, người đẹp tắt hết đẹp thôi. Thế chúng mày không nhanh, người đẹp tắt đẹp rồi đấy. Không nhanh là ngưỡng mồm đấy. Rồi, tham quan được 10 phút chứ mấy. Mấy thằng kia đâu rồi? Bữa nó bỏ. Okay. Còn ai nữa không? Từ từ. Mình xuống trước đi. Tắt hết rồi chạy xuống. Xin nhỉ. Xin chào quý khách. Em rất sợ bà đi vào. Như không có. Đi vào cầu vòng. Cầu khuyết. Phim vào đâu? Thôi lại đi đường này, phê.
bên này hình như không có gì đẹp. Bên này thì đâu có gì đâu nữa. Hình như không có gì đấy, đường đi đâu. Gái kìa mấy đứa. Gái nhưng mà không ăn được chú ơi. Cũng chỉ là người dưng lướt qua nhau thôi. Hả? À, đây với hôm anh đổ bê tông anh vẫn này. Không ai làm. Kia. Sợ thật đấy, bữa trèo lên cái cây kia mắc điện ấy ở ngoài anh ông gái mà. Tôi cũng nằm ngủ đấy mà chỉ sợ nó rơi xuống. Đây. Quay chú hả? Gái kia. Dạ dạ. Thế như nào? Có phải lắm xem được giáo hết. Không, đó, nó chơi dự chiếu mà. Rồi, mời chiếu. Mọi người xem phim. Mời mọi người xem phim. Đấy. Phim Phật đấy. Người ta gọi ba đầu sáu tay chứ đâu chứ. 36 tay luôn đấy chứ. Mọi người ráng 4 phút nữa cho coi phim 3D. Mắt lại phim đấy lâu không? Lâu hết. Vào trong đây không gian tĩnh lặng. Du có em gái tay kìa. Mặt sưng lên. Ui giời. Nghiêm gì lạ gì vậy? Nghiêm gì lạ gì vậy? Ô sao chưa tới giờ phát hả ta? Mấy phút nữa mà. 4 phút nữa mà. 40 rồi phát. Cái game này hay ấy. 8 giờ kém mà. Gọi Lâm Hưng vào đây xem phim. Lâm Hưng. Hỏi xem. Quay lại đi mọi người ơi. Ở mắt Canada là mọi người ơi.
không? Chúng đang ôm nhau. Canada. Thì lạc nhau từ lúc đi vòng vòng rồi Quân với thằng kia đi rồi. Quân đi về lên lúc ông hầm. Ô đồ lưu niệm này. Nhưng mà chắc chắc ban ngày mở, ban ngày chắc ban ngày mở các bác. Tốc là cái mang về mai mốt có con ta cho nó được. Đó, ba mua tự nhiên mà đem về. Không biết tối mai có văn nghệ không? Đọc chưa?
vô đây ngắm gái, ngắm nghiệu tí xem như nào, cái gì. Một đoàn vịt nó mang toàn hoa đăng lên thả cho nó vớt lại về. Chứ làm cái khung đấy là khung diễn văn nghệ cho đấy là mà. Xong cái tượng gì lạ cái chắc đi cũng chóng mặt đấy. Hôm bữa có bà kia đâu em đi đâu. Có người nữa. Ừ, nhưng mà họ đi, lần đầu họ đi họ sợ bước hụt đấy. Ra tiền. Chắc giờ cũng nghỉ rồi. Chiều muốn về à? Sao thì nghe cái kia thôi. Được mày hay là mày? Biết hay là con.